Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra thì các bạn nhớ kích vào nút đăng ký và kích luôn vào cái chuông để không bỏ lỡ tất cả những video mới từ channel của mình nhé các bạn. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft Skyblock E. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục với Skyblock Evolve. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như một đăng ký. Và đừng quên là kích vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình. Ngoài ra nếu như bạn nào là fan chân chính của mình, yêu mến mình cũng như thích mình làm tiếp tục cái series Skyblock Evolve này, thì đừng quên là giúp mình đạt 2000 like. Mình sẽ làm tập tiếp theo và nhớ để lại cho mình hashtag, đó chính là FanakGaming, hashtag MKGaming, hashtag AK1000sub nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video ngày hôm nay để xem ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì nha các bạn. Let's go. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một thứ, đó chính là máy farm kim cương. Và các bạn có biết là chúng ta sẽ có thể đổi được kim cương từ Brick Marine Sat và từ đâu rồi, công thức đâu rồi, cái quỹ công thức đâu rồi, cho tôi quỹ công thức nào. Đây 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 là quỹ công thức. Chúng ta sẽ chế tạo được kim cương từ Brick Marine Sat và Cod. Thì Cod các bạn có thể lấy ở đâu? Đó chính là các bạn sẽ nung Netherrack lên. Và Netherrack được chế tạo từ đâu? Từ Netherrack đúng không? Nhưng mà Netherrack các bạn, khi mà các bạn lấy hết rồi á, thì nó ở đâu? Nó ở chính là Nether. Ờ đâu rồi? Netherrack đâu rồi? Đây, Netherbrick. Thì nó sẽ là như thế này: Nethercod, Brick và Netherwork. Thì á, đây, đây chính là Netherwork. Và chúng ta sẽ cần phải làm một cái ruộng farm gọi là tự động Netherwork nha. Farm nhưng mà kiểu làm như cái ruộng bậc thang các bạn, vẫn bật tắt bình thường. Đó là một nha, ngày hôm nay chúng ta là một. Thứ hai là chúng ta sẽ bọc cái khu vực bên chỗ con gác lại. Bọc một cái phòng tầm cao tầm 5-7 ô thôi. Xong rồi bọc nguyên một cái phòng lại luôn các bạn. Nhưng mà để có được cái phòng đó thì chúng ta sẽ cần phải farm rất là nhiều nữa. Thì farm, cái việc farm đó thì nó không quan trọng các bạn. Tại vì cái đá này thì mình có thể gọi là mình sẽ làm luôn cái chỗ kiểu như là farm mà kiểu lần một lần 4 ô các bạn, để chúng ta có thể đào được nó nhanh hơn, nó tốt hơn. Đấy, rồi. Thì công việc ngày hôm nay là cố gắng làm được cái máy farm kim cương nha các bạn. Rồi, let's go. Ok, thì mình đã gọi là chia ra nè, này là mình có 28 cục các bạn, còn rất là gọi là ít cái số lượng sâu sen ở dưới, cho nên mình là có chỉ có 28 cục thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ up như thế này, và ở đoạn này mình sẽ up 4 cái dispenser nha các bạn. Up 4 cái dispenser để làm gì? Thì 4 cái dispenser nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là đổ nước thu hoạch hết cái đống gọi là Netherwork này khi mà nó chín nha các bạn. Đấy. Thì mình để này là 7 ô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì ô dưới này chúng ta có thể gọi là để hopper cũng được, hoặc là để cái gì cũng được. Miễn sao là ở dưới đó thì chúng ta để vào là được rồi. Đấy, để có gì nó nhặt đồ các thứ cho mình. Đó, còn ở sau này chúng ta sẽ phải mở ra thêm tí nha. Tại vì mình sẽ sử dụng repeater để chúng ta bật tắt. Đấy, cho nên là bắt buộc là phải gọi là ốp ra như thế này nè. Đó, nói chung là ở đây thì mình có một cái farm gọi là mía nữa, nhưng mà cái này là gọi là ba hàng luôn, nó thành chữ U các bạn, cho nên mình đã chừa ra rồi. Nên các bạn yên tâm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải là 4 cái dispenser. 4 cái dispenser là cần 4 cây cung đúng không? 4 cây cung, 4 đá đỏ. Quay, đá đỏ mấy mình còn đủ không nữa. 4 cung thì lấy sợi chỉ ra nè. Đấy, không có thiếu đâu các bạn. Quan trọng là mình có đủ đá đỏ không? Không đủ thì mình sẽ đi qua mình đổi thêm emerald các thứ các kiểu nữa để chúng ta làm nha. Để xem mình qua mình đổi được bao nhiêu để mình qua mình coi mình đổi được bao nhiêu đá đỏ nha các bạn. Đây, đây mình đã mang hết toàn bộ cái đồ mà mình có thể đổi được rồi đó. Ok, ok, 9 emerald, không biết được bao nhiêu đây. Ok, 18, 21 là được 7 đá đỏ rồi, ngon rồi, ngon rồi, dư rồi. Nhưng mà mình sợ là mình không đủ đá đỏ để chúng ta làm cái nút bấm á các bạn. Cho nên để mình coi thử coi, mình cố gắng là đổi càng nhiều, gọi là nhiều nhất có thể luôn các bạn. Ok, đây là cái gì đây, đổi đá đỏ, bùm, 8 cục, 8 cục sợ không đủ ấy chứ. Bùm, bùm, được 4 cục nữa. Được thêm cục đá đỏ nữa các bạn.
vái nồi thật. Mình ít nhất cần ít nhất là, mình tính thử nha, từ đây tới tầm 8 ô đi, cho cái nút bấm 8 ô đi đúng không, là chúng ta cần 8 cục đá đỏ rồi. Rồi cái gì nữa ta, hai cái ba bốn cái repeater là thêm 8 mới là 16 rồi. Ồ, rồi bốn cái dispenser đó là tầm ít nhất là phải 20 đá đỏ thì chúng ta mới đủ. Khá là căng thẳng các bạn, 20 đá đỏ và hiện tại mình chỉ có tầm 9 cục. Ây chà chà, 9 cục với lại 20 cũng được, không sao không sao không sao. Bây giờ thì chúng ta có bao nhiêu chúng ta cứ làm bấy nhiêu đi. Đầu tiên là mình sẽ làm mấy cái dispenser trước nha các bạn, để chúng ta ốp vô trước. Thì mấy cái show thì trong tập trước mình làm cái cổng địa ngục ấy, hình như là tập trước hay tập nào đó thì mình đã có dư rất là nhiều. Ờ đúng rồi, mấy phân phát đúng rồi. Vãi nồi, tưởng đâu làm lộn cái là chết tôi luôn ấy. Đã gọi là nghèo tài nguyên rồi mà còn làm lộn nữa là tôi thua á. Rồi mình còn 5 đá đỏ đúng không? Bây giờ 1, 2, 3, 4. À, mình còn 5 đá đỏ. À, nếu mình không cần repeater thì sao? Mình up trực tiếp lên trên này luôn. À, đúng rồi, mình đâu cần repeater đâu bạn, tại vì mình dùng cái nút mà, cho nên mình tiết kiệm đi. Đấy, mình cho nó gọi là hoạt động trực tiếp luôn. Đúng rồi. Ờ, cần gì? Vậy là mình sẽ tiết kiệm được một gọi là số lượng khá khá, một xíu đá đỏ các bạn. Cũng được tầm một ít đấy, không đùa đâu. Wow, hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi xuống đây đúng không? Ở đây không biết ốp xuống rồi nó có... À, mới gì mình ốp lên cao như thế này nè. Đó là nước nó sẽ không có chảy ra được đâu. Đó, ốp xuống. Sau rồi chúng ta sẽ chạy từ đây tới... đầu luôn, chạy tới đây là được rồi. Để cái nút ngay chỗ đoạn này nè các bạn, đó là mình bấm ô con ngựa nó kê luôn. Đấy, đấy là gọi là gần xong rồi nha các bạn, còn xíu nữa là chúng ta xong rồi đó. À, quan trọng là bây giờ mình cần bao nhiêu đá đỏ nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 đá đỏ nữa đúng không? 7 đá đỏ thì chắc là mình sẽ lấy luôn số lượng quầy hết rồi. À, lúa. Có thể là hạt giống không? Hạt giống nó có cho mình đổi thành emerald không ta? Để mình coi thử, qua mình coi thử hạt giống nó có cho mình đổi thành emerald không? Hay là chỉ cho để đổi thành đất thôi? Đâu, qua coi thử coi. Qua coi thử nào. Ok, lẹ. Không được các bạn ơi. Chỉ có táo, đường với lại lúa mì thôi. Còn lại là không được. Ok, không được thì thôi. Có gì đâu. Ôi trời, rồi thì bây giờ mình sẽ gọi là tiếp tục gọi là không. Trong thời gian chờ đợi, chúng ta sẽ đi qua ốp cái sàn bên khu vực farm gas nha các bạn. Được đấy, mình còn bao nhiêu đá mình sẽ chuẩn bị nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ốp lên thì mình sẽ làm cao tầm 1 2 3. Nghĩ là 3 là được bởi vậy, sau đó mình sẽ ốp như thế này. Đấy, chúng ta sẽ ốp cái sàn lên tầm cỡ này thôi. Đấy, sau đó mình sẽ ốp mấy cái trụ xung quanh. Rồi chúng ta sẽ dùng cái slab, các bạn cứ cách 2 ô mình sẽ ốp slab vô một cái đường ngang qua. Tại vì con gác này nó bự lắm bạn, nó sẽ không có ra ngoài được đâu, cho nên yên tâm, cứ ốp như thế này thôi. Đó, xôi, ủa, không rớt. Phải nồi, nó không chịu rớt ấy các bạn ơi. Nó không chịu rớt cái gì á, giọt nước mắt. Trời ơi, quan trọng là cái giọt nước mắt mà không rớt. Đấy, thì bây giờ mình sẽ ốp khu vực này. Đó, 2, 3, 4, 5. Đấy, như này là thành 11x11 nha các bạn. Đấy, một cái sàn như thế này thì đảm bảo là chúng ta sẽ bội thu gát các bạn ạ. Ok, đặt chỗ này nha. Rồi, cắm một cây đuốc vô. 1, 2, 3, 4. Rồi, ốp cho nó đủ thành 5. Đấy, đảm bảo là không cho tụi nó bay ra ngoài nha các bạn. Nhưng mà cái này thì chắc là mình nghĩ cũng hơi gọi là hơi thấp ấy. Nhưng mà thôi kệ đi, như này mình giết tụi nó là được rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, sau đó đóng khung lại luôn nha các bạn. Đóng một cái phòng lại luôn đó. Ôi, khoảng ai da, khoảng chết đi. Giỡn nè, giỡn. Trời ơi, bắn vô cái đầu liền. Wow, nếu như mà mình farm được khá số lượng gách tia thì bạn nghĩ đi, chúng ta sẽ gọi là trở nên giàu có. Tại vì sao kim cương là sẽ lúc đó sẽ không thiếu. Mà không thiếu kim cương thì wow,
Wow, bây giờ mình sẽ ốp lại nha các bạn. Hết hồn, hồn vãi nồi các bạn ơi. Rồi, mình ốp xong rồi các bạn. Bây giờ là chúng ta dọn hết luôn. Để lại mỗi cái spawner thôi. Đó, cho nó chất chơi người dơi. Đấy, chỗ này ốp vô. Đó, mình nghĩ cái phòng như này là nó bay ra không được rồi. Tại vì sao? Tại vì con cá nó rất là to, to đục luôn. Cho nên nó sẽ không bay ra được đâu các bạn. Đó, ốp vậy thôi, đỡ tốn tài nguyên. Mà nó còn gọi là đẹp mắt nữa. Đấy, để lại mỗi cái spawner thôi. Chắc chắn là mày sẽ phải spawn ra thôi con. Chẳng lẽ nó không spawn ra đúng không? Đấy. Ồ. Ê, mình có cái... Chết rồi, mình quên mang ấy rồi. Mình quên mang cái rìu quay rồi. Hay là mình không có cái rìu luôn đó ta. Hình như mình không có cái rìu luôn các bạn. Đó, dọn hết chỗ này luôn nha. Đấy, xi măng, bê tông, các thứ các kiểu mang về. Có gì chúng ta build, xây dựng. Đây, mình đã làm xong cái khu vực farm gas rồi các bạn ơi. Tại vì lúc nãy chúng ta làm nhỏ quá, nó không có spawn ra được. Cho nên mình bắt buộc là bây giờ mình phải mở rộng ra nè các bạn. Đó, mở rộng ra về mỗi hướng thêm 2 ô nữa. Đó, để tí nữa tụi nó mới spawn ra. Chứ không là tụi nó sẽ không có spawn ra được các bạn. Mình ốp cái đường này vô nè, nó không có chịu spawn. Đó, bây giờ mình sẽ đập đi. Là tí nó spawn ra đầy luôn. Và ốp một cái thanh ngang như thế này thôi là nó không có thể nào mà ra khỏi được cái vòng này các bạn à. Tại vì sao? Ây da, đau quá. Tại vì nó bay lên cao mà nó sẽ đụng vô block. Đó, easy không? Đứng đây đập vô cái đầu nó là xong. Như vậy là chúng ta có một cái máy farm gas, phòng farm gas cực kỳ là đơn giản luôn. Đập hết cái này là nó spawn ra nhiều lắm nè. Tại vì lúc nãy nhỏ quá, mình làm nhỏ quá cho nên 15x15 là nhỏ nha các bạn. Các bạn nên làm tầm 17x17 hoặc là 19x19 càng tốt. Nói chung là phòng càng rộng càng tốt. Nhưng mà chỉ cần ốp như mình thôi để tiết kiệm tài nguyên. Đó, easy không? Tụi nó cứ bắn mình xong mình đập cái là tụi nó chết. Và chúng ta cứ lượm gách tia thôi. Cứ 4 cục gách tia là chúng ta sẽ có được một cục kim cương. Đấy, các bạn cứ nhân lên như vậy là easy game. Trời ơi, không, chưa bao giờ có việc kiếm kim cương đơn giản như thế này luôn các bạn. Đấy, đập hết này đi. Đập hết này đi để nó spawn ra gách nào. Rồi. Đấy, còn ở dưới này các bạn thích thì các bạn lượm hết luôn cũng được. Đó, thấy không? Thấy không? Công việc giết gách cực kỳ đơn giản luôn. Mình không cần phải làm gì á. Thích thì chúng ta lấy hết cái đống này. Đó, ốp vô, ốp đá vô, nhìn cho nó đẹp luôn cũng được. Đấy, mình thấy ốp cũng được, lấy cũng được mà không lấy cũng được. Tại vì cái... Ôi, không được. Nhưng mà rớt block ra ngoài là thấy không được rồi đó nha. Đấy, ở đây đá củi nữa, tụi nó đâu có phá hủy được đâu các bạn. Đó, mình chỉ việc đứng đây đánh lại cái cục của nó thôi là xong rồi đó. Như vậy là xong. Bây giờ chúng ta chỉ còn một công việc nữa, đó chính là cố gắng đổi được thêm một ít đá đỏ nữa để chúng ta có thể làm được cái nút bấm ấy, cái nút bấm mà để bật nước các bạn, thu hoạch cái thú địa ngục. Ai what the hell, đi ngủ cả luôn. Ok, tổng tiến công đợt cuối nè các bạn. 7 công được một emerald nè. Đây, cố lên. Mình sẽ cần phải tầm 14 cục là được, mới có 3 đá đỏ thôi. 14 cục là mới được 4 đá đỏ à. Ôi, oh my god, nhiều khi không đủ các bạn ơi. Hai nồi 8 là được thêm 2 cục nữa không? Được thêm 2 cục nữa là 6 đá đỏ để mình về mình coi thử coi. Phải thì chứ bây giờ đá đỏ hiếm như thế này. Mà cái mấy phần miếu mà nó mọc hơi lâu các bạn à. Mọc hơi lâu cho nên chúng ta farm cũng khá là chậm. Để mình coi. Được, phải đổi được thêm 1 emerald nữa này. 1 emerald nữa là đổi thêm được 1 đá đỏ nữa các bạn. Ở đây có cái rương nào đá đỏ không? Không biết đâu được, mình để đâu đó, ví dụ quên để mấy chục cục đá đỏ thì sao đúng không? Rồi, thử coi. Để vô đây. Vô đây 2 3 4. Bây giờ 2 cục đá đỏ nữa là đủ á các bạn. Vậy là bây giờ mình sẽ đi qua đổi thêm 1 cục đá đỏ nữa là chúng ta đủ rồi. Nhưng mà sợ kích lên thì nó không đủ điện thôi. Quan trọng là sợ kích lên nó không đủ điện các bạn à. Rồi. Những bước cuối cùng các bạn ơi, chúng ta nên sử dụng cái nút bằng gỗ. Tại vì sao nên sử dụng nút bằng gỗ? Tại vì nút bằng gỗ nó sẽ cho chúng ta cái đường điện nó kiểu dài hơn tí. Đấy, như vậy là nếu như mà được á là mình
gọi là sẽ farm cái bộ địa ngục này và chúng ta sẽ có được số lượng tương đối lớn, gọi là số lượng bộ địa ngục của chúng. Wow, được này. Ui, ngon. Ok, ốp vô như thế này nha bạn, để đảm bảo là nước nó sẽ không có bị chảy ra ngoài nha. Tại bây giờ mình sẽ test nè, chúng ta sẽ bốn xô nước để thử coi. Wow, ngon lành luôn. 1, 2, 3, 4 đấy, bỏ vô. Trời ơi, cuối cùng công sức của chúng ta cũng đã được đền đáp. Đó, để đây. Ai thích thì đi lên trên này để gọi là trồng vô lại. Thì này nó cũng sẽ nhanh hơn là mình đập tay các bạn. Kiểu gì nó cũng sẽ nhanh hơn được tí đúng không? Rồi, bấm nút. Bấm nút. Tắt. Quá đã đấy. Như kiểu này thì mình farm nó cũng sẽ nhanh hơn một xíu các bạn à. Đó, ớp vô. Đấy, 4 ô thì mình có thể đứng đây được. Vài bữa nữa thì chúng ta sẽ mở rộng ra. Nhưng mà cái sâu xe này hơi bị khó kiếm các bạn. Thì ok, như vậy là... À đúng rồi, đó là cái máy farm bú địa ngục nha. Bây giờ mình sẽ qua cho bạn xem cái máy... quên không, cái máy mà là cái chỗ farm gas của mình. Đấy, mấy con gas bây giờ là easy game đó các bạn. Đây, cũng bị xuất hiện đây. Mình chỉ cần... mình quên ốp ở hai góc này hả? Đấy, ốp vô. Đấy, mấy con gas nó không bao giờ gọi là thoát khỏi vòng tay của mình được luôn á các bạn. Đấy, ok, xuất hiện đi gắt ơi. Không biết nó phải đợi trời tối không nữa. Sao chưa xuất hiện? Ui, sao chưa xuất hiện nhờ? Hay là mình ốp cái này nó không xuất hiện? Đừng nha, đừng nói vậy nha. À, xuất hiện rồi nè. Bùm, chết. Như vậy là chúng ta đã có được hai cái máy farm mà có thể chế tạo ra kim cương. Thì như vậy gọi là máy farm kim cương đúng không các bạn? Ok, thì nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục cái series này thì đừng quên là share một like, một share của những người đăng ký. Và đừng quên là kích vào chuông để nhận được những thông báo mới nhất mình sẽ kiếm từ channel mình. Các bạn lưu ý là đủ 2000 like thì mình sẽ làm tập tiếp theo nha. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp. Bye bye.